Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong một phóng sự trước, hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn 474 chung cư cũ, khoảng 50.000 căn hộ. Các chung cư này được xây dựng từ trước năm 1975, đa số đã xuống cấp nặng. Với cách làm như lâu nay, để xây dựng mới 474 chung cư cũ phải mất đến 100 năm. Trong khi đó, trước bức xúc là phải đảm bảo cuộc sống. Và theo thống kê, 90% người dân mong muốn được tái định cư tại chỗ. Do vậy, thành phố quyết tâm đưa ra giải pháp mang tính đột phá, đó là trao quyền chủ động cho các quận huyện triển khai thực hiện thay vì lâu nay phải dồn cho sở xây dựng. Điều này được thành phố bàn bạc kỹ lưỡng và đã thống nhất vào ngày 15 tháng 8 năm 2016. Với cách làm đó, Ủy ban Nhân dân các quận huyện được quyền phê duyệt dự toán kinh phí kiểm định, sửa chữa, phê duyệt công bố kế hoạch cải tạo xây mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn, công nhận chủ đầu tư theo hình thức chỉ định chủ đầu tư, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đặc biệt, thành phố cũng thống nhất dự án mới điều chỉnh tăng quy mô xây dựng so với chung cư cũ, hoán đổi đất tại các khu đô thị mới mà thành phố đã quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư đăng ký, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Rồi cuối cùng phân cái nhóm ra. Cái nhóm đó làm sao để mà khi mà tôi nói đơn ra cái này là khi mình phân ra 10 nhóm. Ha? Thì 10 nhóm đó đều có cái gọi là cái thuận lợi, cái khó khăn và cái sức hấp dẫn ấy, nó gần như là tương đương. Tôi nói là mỗi một nhóm không được nhưng mà gần như là nó hài hòa các lợi với nhau. Thì cái chuyện này không phải dễ đâu. Không phải dễ, rất là khó nhưng mà không phải không làm được. Mà phải làm chứ, cái đó phải làm là đi làm để làm cái đó thì sau đó thì trên cái đền phân nhóm ra chỉ mới lựa chọn được những nhà đầu tư mà người ta đủ năng lực, đủ điều kiện. Cũng theo ông Lê Văn Khoa, một trong những vấn đề mà thành phố và đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đó là nhà tạm cư cho các hộ gia đình. Lúc đó lại là đáp lại cân đối lại toàn thành phố về cái quỹ nhà tạm cư trên tinh thần là nếu như trường hợp chúng ta giải quyết cái chung cư nào thì đương nhiên phải tạm cư trước. Có thể là mình tổ chức tạm cư cho người ta, cũng có thể là người ta nhận tiền chính sách, người ta tự lo chỗ ở gì đó nha, thì mình quỹ nhà ta tạm cư là mới tính. Mà cái quỹ đó cũng phải tương đối cho nó vừa đảm bảo được tất cả các cái tiêu chuẩn để cho bà con ở thời gian dài xây dựng mới. Tôi đồng ý là cái này nhà đầu tư người ta cũng phải lo, nhưng mà đâu có nhà đầu tư nào mà tự người ta có nhà đầu tư sẵn đâu. Những trường hợp nào người ta chủ động được lo thì người ta sẽ đến với mình, còn những cái nào không có là mình phải cải thủ đi ra. Với việc phân quyền cho các quận huyện và cách làm như vậy, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong 5 năm tới xây dựng xong toàn bộ 474 chung cư cũ trước năm 1975.